Và bây giờ để liên tục chơi bắt nghe, xin mời về cho đón một giọng hát rất là ngọt ngào. Quý vị đã từng xem qua chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc Ngân Mại Chuông Vàng. Xin mời về cho đón quy chương vàng giải Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Thanh Tâm. Và lời nói đầu tiên cho phép Thanh Tâm xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe, là chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, xin được mến cái tặng toàn thể quý vị với một bài giọng cổ, một sáng tác của Thanh Vũ, Nụ Hồng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em là nụ hồng tỏa hương, kiếp lòng anh say đắm.
đằng sau chờ đợi nhớ mong tâm tư cánh hoài nụ hồng kia lắm trên trái tim này sông san con ước đông đầy đêm đêm tâm sự lời này cùng ai gió nào hôn tóc em ai thường sống qua đây. Xin thay mặt quý chương trình giải đầu trang nghệ sĩ Thanh Tâm xin cảm ơn Cảnh Lộc thân thương anh chị tràng vỗ tay của quý vị và khách rất là nhiều. Giờ đây liên tục chương trình văn nghệ xin mời về chào đón một nam nghệ sĩ một giọng hát rất là tuyệt vời. Xin mời về chào đón nghệ sĩ Tuấn Dương, con của chú Minh Dương. Dạ vâng, lần đầu tiên thì cho phép Tuấn Dương gửi lời chào đến quan viên hai họ. Cũng như xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tuấn Dương xin mến gửi quý vị một bài tân cổ được mang tên Trai Tài Gái Sắc. Xin mời quý vị cùng nghe. Tự hào qua những gái quê em khi các con nhà tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng tròn đôi chín chàng mô đen sơn bành đôi trai tài gái sắc kém chi ai đôi trai tài gái sắc kém chi ai anh những làng trong còn em thì những làng ngoài tiếng vàng đồn anh con tự có ruộng cò bay thẳng cành nhà em có vườn trái cây sức bành đôi trai tài gái sắc kém chi ai dân trong làng mong đám cưới lai rai trai thớt bò dê con gái thớt lợn mặt mày sáng láng quần áo bành bao anh đốt thuốc bằng con cò xanh anh chọi chim bằng vàng nén chiều chiều anh ra bờ sông anh móc hột sòn câu mực chẳng phải anh vô ngực xưng tên mà cả làng này đâu ai dám sánh vậy anh có xứng cùng em nên giờ nên chồng lần đầu gặp mà anh ngỏ ý làm quen cũng không phải anh thấy em giàu mà anh để anh thương một thương duyên dáng thứ ta hai yêu anh nói mặn mà có duyên ba yêu tính nết em hiền nếu em bằng lòng thì anh em hãy cùng anh xây ước mơ mình đắm xây dựng mộng vàng quê anh ruộng lúa bao la thẳng cánh cò bay nhà anh đây không thiếu chi ba tiền em biết đám cưới mình anh đại đâu không anh sẽ mua gạch bát tràng xây một ngôi nhà thật là xây hồ bán nguyệt anh đưa chân cho nàng chưa hết đâu cô út đám cưới nơi miền quê mình dẫn lên thi thành đi tuốt vô Sài Gòn trăng mặt từng một năm đi hoài cho thảnh thơi tuần trăng mật ta
hoài không nghĩ cho bỏ công dứt giả bao ngày. Tính sống thì phải cưới liền, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm. Trai tài gái sắc bình thành đối vợ chồng. Dạ xin được cảm ơn những cành hoa thân thương của quý vị và những thành lộc của thân thương. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Xin thay mặt nam nghệ sĩ Tuấn Dương xin cảm ơn những cành lộc thân thương của các chị để gửi tặng cho nam nghệ sĩ Bắc Nhạc. Xin thay mặt ekip thực hiện chương trình do nhạc sĩ Văn Cường thực hiện, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay thì gia đình tiếp một lượng khách cũng rất là đông. Chị Thanh cũng xin thay mặt nhạc sĩ Văn Cường cùng ekip thực hiện chương trình chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Kính chúc gia tộc nào ngoài hai bên, quý vị và khách lúc nào cũng bình an, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Gia đình liên tục xin chào ban ngày, xin mời về cho đón một dòng hát đã trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng giọng cổ. Quý vị đã từng xem qua chương trình Vầng Trăng Cô Nhạc ngân bài chuông vàng. Những cái lớp trích đoạn là cộng đồng mạng xem rất là nhiều. Xin mời vị cho đón chúc bạc dầu cũ Võ Ngọc Quyên. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ lần đầu tiên cho phép Võ Ngọc Quyên xin gửi lời chào đến quan viên ai họ cũng như là quý vị khách quý lời chào kính trọng nhất. Và về đây liên tục chương trình văn nghệ thì Võ Ngọc Quyên xin mời anh gửi đến với bài tân cổ sáng tác của cổ nhạc sĩ nhân dân Diện Châu được mang tên Tiếng Chày Trên Sốt Bom Bo. Vậy xin cùng thưởng thức ạ. Đuốc lộ bập bùng lên ánh lửa, sốt bo bo rộn ra tiếng chài khua. Bông con tha dòng đây đông đưa, giá gạo ban đêm chi ngày bận làm mùa. Tiếng cười vui đầy lùi đêm về thăm xóm nhỏ để nhớ lại ngày nào sốt bom bo còn mịt mờ trong khói lửa người bom bo sống giờ cầm hơn. Các anh đã dựng lại tốt lều đánh trên đó nát điều cười rồi vội vã bước nhanh. Chén rượu cần em mang đến mời anh tiệc đón xa những tình nghĩa đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa, tính đến nay đã bốn mùa lá đỏ. Lần tiếng nhạc lần
gian dầu núi đường xa. Dạ hết. Dạ cảm ơn các bạn. Xin thay mặt chú bạc dụng cụ Do Ngọc Quyền xin cảm ơn những tràng vào tay những kèn lộc thân thương quý vị được gửi tặng. Xin cảm ơn rất là nhiều.